Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin quan trọng, tiếng nói cử tri và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng. Tổng thống Donald Trump lên tiếng vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola ở Florida. Vào ngày 7 tháng 12, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng về vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola ở tiểu bang Florida, khiến cho 3 người chết, 9 người bị thương. Thủ phạm được xác định là một khóa sinh của không quân Hoàng gia Saudi Arabia sang Hoa Kỳ để huấn luyện. Tại cuộc họp báo với các cơ quan truyền thông tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 7 tháng 12, Tổng thống Trump nói với quốc vương và thái tử Saudi Arabia đã nói chuyện với ông và rất bàn hoàng quốc vương minh sẽ hết lòng giúp đỡ các gia đình nạn nhân bị thiệt mạng và các nạn nhân bị thương. Theo CNN, quốc vương Saudi Arabia đã nói chuyện với Tổng thống Trump chỉ vài giờ sau phụ xả súng để nói lời chia buồn và hứa sẽ hỗ trợ điều tra. Ủy ban Tư pháp Hạ viện soạn thảo cáo trạng luận tội Tổng thống Donald Trump theo CNN, Ủy ban Tư pháp Hạ viện và các nhà lập pháp dân chủ làm việc suốt cuối tuần này để đưa ra những bằng chứng để luận tội Tổng thống Trump. Sau đó Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ năm tuần tới, ngày 12 tháng 12. Ủy ban Tư pháp đã công bố 55 trang vào sáng thứ bảy, ngày 7 tháng 12, nêu rõ những gì họ coi là căn cứ hiến pháp mà từ đó các điều khoản luận tội có thể được xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện là dân biểu Gerald Nadler nói rằng luận tội là cách duy nhất để Tổng thống đảng Cộng hòa chịu trách nhiệm. Ủy ban tổ chức một phiên tòa điều trần công khai vào ngày thứ Hai, ngày 9 tháng 12 để xem xét các bằng chứng thu nhập được trong cuộc điều tra. Trong khi đó, đảng Cộng hòa yêu cầu kiểm tra bằng chứng bao gồm một loạt báo cáo dài 110 trang nói rằng cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi phạm tội bị cáo buộc. Bắc Hàn tuyên bố chấm dứt đàm phán với Hoa Kỳ. Đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc Kim Song vào hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 12 nói rằng việc giải giới nguyên tử là điều sẽ không bàn tới trong thương thảo với Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng không muốn có các cuộc đàm phán kéo dài. Mất thời gian Phát biểu mới nhất này từ phía Bắc Hàn cho thấy có sự bất đồng ý kiến lớn lao giữa hai bên. Trước hạn định cuối năm mà Bình Nhưỡng đã đưa ra cho Washington là phải có được kế hoạch thương thảo mới. Khả dĩ có thể được Bắc Hàn chấp thuận, Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua đã tỏ ra thái độ không quan tâm đến các hành động bắn hỏa tiễn hay những lời tuyên bố hàng học của Bắc Hàn. Nhấn mạnh rằng ông có mối quan hệ thân mật với lãnh tụ Kim Jong-un và nói rằng ông Kim sẽ không tìm cách can dự vào bầu cử Hoa Kỳ vào năm 2020. Và hôm thứ bảy, tổng thống Trump nói với báo chí tại tòa Bạch ốc trước khi ông đi Florida rằng: "Chúng ta phải chờ xem, tôi sẽ ngạc nhiên nếu Bắc Hàn có hành động thù nghịch." Mỹ chuẩn bị trang bị cho NATO đầu đạn hạt nhân. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Ruth đã xác nhận sự cần thiết của NATO sở hữu vũ khí hạt nhân công suất đến 10 kiloton để đối đầu với sức mạnh hạt nhân đang lên của Nga và Trung Quốc. Theo tạp chí Sea Power vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, bài trên tạp chí này nói rằng Rus nhấn mạnh Mỹ có xu hướng giảm kho vũ khí hạt nhân, trong khi Nga và Trung Quốc đang đi theo hướng ngược lại. Tăng số lượng và chủng loại vũ khí hạt nhân – vũ khí hạt nhân mới theo ông Rút là thứ vũ khí mà ngũ giác đài cần để ngăn chặn Nga sử dụng các đòn tấn công bằng vũ khí hạt nhân công suất thấp. Cần lưu ý rằng cơ quan quân sự Mỹ đang tung thông tin tình báo nói Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Phần Lan có nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới Bộ trưởng Giao thông Phần Lan Santa Marin, 34 tuổi, đã được chọn để lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội, trở thành thủ tướng trẻ nhất đất nước. Marin là thành viên của đảng chiếm nhiều ghế nhất trong liên minh năm bên trong chính phủ. Cô cũng sẽ trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới sau khi cô nhậm chức trong những ngày tới. Đảng Dân Chủ Xã hội ngày 8 tháng 12 chọn Marin làm người thay thế cựu thủ tướng Atti Rini sau khi ông từ chức ông Rini từ chức hôm ngày 3 tháng 12 sau những chỉ trích của đảng Center. Một trong năm đảng viên liên minh do bị mất niềm tin về cách ông xử lý cuộc biểu tình của nhân viên ngành bưu chính Phần Lan. Bốn đảng khác trong chính phủ liên minh Phần Lan cũng do phụ nữ lãnh đạo liên minh cánh tả do Lee Anderson, 32 tuổi. Liên đoàn xanh do Maria Ohisalo, 34 tuổi. Century Party do Katri Kumuni 32 tuổi và người đứng đầu Đảng nhân dân Thụy Điển Phần Lan Anna Maja Harriskun 55 tuổi.